Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mini Me Planet Cuộc Sống USA. Hôm nay Kimberly lại tiếp tục vào bếp chia sẻ tới với cô chú anh chị và các bạn cái công thức để mình làm bánh quế cuộn nha các bạn nha. Các bạn thấy trên bàn của Kimberly có rất là nhiều nguyên liệu, nhưng mà cái công thức này rất là dễ làm, không có gì khó hết các bạn. Ở đây thì Kimberly có 4 cái trứng ha. Mình chỉ dùng cái trồng đỏ của trứng thôi ha. Và mình dùng ở đây một ít bột vani. Kế bên đây là cái phần bột mì đa dụng các bạn. Mình cần ở đây là 500g bột mì đa dụng. Và mình sẽ cần ở đây là 2 lon nước cốt dừa cỡ 800ml ha. Và kế bên đây là mình có phần sữa tươi các bạn, 300ml sữa tươi. Và đây là cái phần muối, mình cần ở đây là 5g muối ha. Đây là 240g đường, nếu như mà các bạn và anh chị nào thích ngọt hơn đó thì mình có thể cho thêm cái phần đường này cỡ 300g. Còn ở đây nhà Kimberly không có thích ăn ngọt lắm nên mình làm ở đây chỉ có 240g đường thôi. Và đây là cái phần bột năng, mình cần 100g bột năng. Và đây là 2 muỗng canh bơ lạc các bạn ha. Một tí xíu nữa mình cho vào microwave chừng 10-15 giây đó, mình sẽ làm tan chảy cái phần bơ này ra. Và mình sẽ dùng ở đây là 2 loại mè. Kimberly dùng loại mè trắng và mè đen. Thì mỗi một loại mè ở đây các bạn là 50g ha. Mình sẽ dùng 50g mè trắng và 50g mè đen. Nếu như mà các bạn không thích ăn nhiều mè, mình có thể bớt cái phần mè này lại. Nhưng mà theo Kimberly thấy với cái công thức này, mình cho mè vào nhiều á các bạn, thì khi mình ăn cái bánh rất ngon và thơm. Và mình cũng sẽ cần một cái khuôn để mình nướng bánh. Ở đây các bạn, Kimberly dùng cái loại khuôn này ha. Thì khuôn này mua ở trên Amazon đó. Nếu như mà anh chị và các bạn nào muốn mua cái loại khuôn này thì dưới cái phần mô tả có cái đường link. Anh chị và các bạn có thể vào cái đường link đó và mình vào mình mua cái khuôn. Bây giờ Kimberly sẽ cho cái phần trứng này vào trong cái tô. Mình chỉ dùng 4 cái lòng đỏ thôi. Dùng cái thau này để mình trộn bột cho nó rộng nha các bạn. Mình sẽ quậy nhẹ tay cho cái phần lòng đỏ trứng bể ra ha. Và tiếp theo mình sẽ cho vào đây cái phần đường nè. Và phần muối mình cũng sẽ cho vào chung luôn nha các bạn. Và mình sẽ cho cái phần vani vào nha các bạn. Cái phần vani ở này, cái gói này của mình là 8g. Kimberly cho vào phân nửa là cỡ 4g ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho 2 lon nước cốt dừa vào chung nha các bạn. Quậy cho tan đường, sau đó mình sẽ cho cái phần bột mì vào ha. Các bạn cho vào từ từ rồi mình quậy cho đừng có vón cục. Rồi tiếp theo thì chị sẽ cho cái phần bột năng vào và mình quậy cho tan đều ha. Để cho cái phần bơ chung vào cái phần bột này. Sau khi mà quậy đều hỗn hợp rồi nhưng mà vẫn còn vón cục, bây giờ mình sẽ lượt qua một cái rây để cho cái phần bột của mình được mịn nha các bạn nha. Mình lượt cái hỗn hợp bột cho mịn như thế này rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần mè của mình vào ha các bạn ha. Các bạn thấy khi mà mình quậy cái phần bột có hơi sền sệt như thế này là được rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ cho cái phần mè trắng vào và mè đen vào luôn ha.
trộn đều cái hỗn hợp rồi bây giờ mình sẽ cho lên trên khuôn và mình đổ bánh. Các bạn thấy không, rất là đơn giản và dễ làm ha. Thì khi mà mình thấy những cái nguyên liệu nhiều như vậy mình nghĩ là khó, nhưng mà cái bánh này làm rất là dễ và ăn rất là ngon các bạn. Bây giờ thì để nướng cái phần bánh này của mình nha. Cái khuôn của mình á các bạn đã nóng rồi, thì trước khi mà cho bột vào cái khuôn á, thoa vào cái mặt khuôn một ít dầu để cho bánh mình không có bị dính ha. Các bạn thoa một ít dầu thôi, không có cần nhiều nha. Để dùng một cái muỗng nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, đây bột nè các bạn, cho chính giữa cái khuôn như thế này. Mỗi lần mình đổ được hai cái bánh đó các bạn. Và mình sẽ nướng bánh cỡ 2 phút là bánh của mình vàng ha. Thì các bạn để cho bánh nó vàng đó thì nó sẽ giòn. Kimberly sẽ canh đồng hồ ở đây là 2 phút nè. Khi mà cái thời gian chừng 1 phút 70 giây á các bạn thì mình mở bánh ra được rồi ha. Thì trong lúc này mình sẽ dùng một cái chiếc đũa các bạn, mình cuốn cái phần bánh của mình lại, cuốn tròn lại ha. Nếu các bạn không muốn cuốn tròn thì mình có thể mình để như vậy mình ăn cũng được. Nhưng mà Kimberly thích cuốn tròn lại như thế này. Mình sẽ cuốn tròn lại như thế này, các bạn dùng một cái nĩa đó và mình dùng một cái chiếc đũa như thế này ha, mình cuốn để không có bị nóng nha các bạn nha. Thì khoảng chừng 1 phút 70 giây á các bạn mở cái nắp lò lên, thì trong khoảng thời gian này cái khuôn của mình còn nóng, bánh của mình vàng là vừa. Chứ nếu như mà các bạn đợi đúng 2 phút á thì bánh sẽ bị khét nha. Các bạn nướng cái bánh của mình càng vàng đó thì bánh sẽ giòn hơn. Nếu mà các bạn lấy ra sớm quá thì bánh sẽ không có giòn. Cũng giòn nhưng mà không có để được lâu, giòn không có lâu quá các bạn. Đó, thì các bạn cuốn dùng cái đôi đũa đó, mình cuốn như thế này. Và mình có một cái bánh cuốn như thế này, mình cho vào cái rác để cho cái hơi nóng nó thoát ra ngoài, nó không bị đổ mồ hôi và bánh của mình không bị mềm ha. Đó, như thế này. Và bây giờ Kimberly sẽ tiếp tục mình đổ cho hết cái phần bột của mình nha. Lâu lâu khi nào các bạn làm thấy cái khuôn hơi dính một tí xíu thì thoa một ít dầu thôi. Các bạn không cần phải thoa mỗi lần mình cho bột vào khuôn đâu. Các bạn ơi, một dĩa bánh quấy cuộn mới làm xong ha. Bây giờ sẽ mời anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Kimberly nha. Mình sẽ ăn thử một cái xem cái bánh của mình có được giòn và ngon hay không ha. Các bạn thấy cái bánh của mình nè, vàng ươm rất là ngon luôn á. Cái này các bạn mà càng nướng nó vàng vừa phải đó các bạn, thì cái bánh của mình càng giòn ha. Kimberly mời anh chị và các bạn nha, mình sẽ thử một miếng ha. Bánh rất là giòn và ngon, mời các bạn nha. Ngon quá. Cái vị ngọt của bánh vừa phải các bạn, và cái vị béo của nước cốt dừa với cái mùi thơm của mè đó rất là ngon. Các bạn thấy bánh của mình rất là giòn. Nếu mà các bạn bảo quản sau khi mình nướng xong, các bạn để cho nguội đó, rồi mình cho vào trong cái hũ thủy tinh, mình đậy nắp lại, mình bảo quản được tới 1 tuần lễ đó các bạn. Bánh rất là giòn và ngon.
Rồi, cái công thức Kimberly đã chia sẻ tới với cô chú, anh chị và các bạn rồi ha. Bây giờ Kimberly xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu cùng xem hết cái video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tới. Nếu như mà yêu thích thì anh chị và các bạn xin vui lòng hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới mà Kimberly sẽ chia sẻ và giúp Kimberly chia sẻ cho bạn bè cùng xem, để mọi người cùng nhau vào bếp làm những cái bánh quế thiệt là ngon cho gia đình của mình thưởng thức ha. Xin mến chào tạm biệt và chúc anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân thương của mình.